Xin chào tất cả anh chị em, xin mời các em anh chị em thi vị trí chức danh hiệu trưởng chúng ta vào lớp để cùng thầy giải đáp liên quan đến bộ đề của kỳ thi liên quan đến thông tư số 32 năm 2018 ban hành chương trình giáo dục phổ thông anh chị nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ các câu hỏi mà thầy đã thiết kế sát với nội dung của vị trí thi chức danh hiệu trưởng, các câu hỏi gắn với thông tư số 32 năm 2018 của Bộ Đào tạo ban hành chương trình phổ thông. Ta cùng nhau đi giải đáp lần lượt các câu hỏi. Câu hỏi số 1, căn cứ vào thông tư số 32 năm 2018 Bộ Đào tạo ban hành chương trình phổ thông, anh chị hãy cho biết các quan điểm về xây dựng chương trình phổ thông. Thì chúng ta trả lời câu hỏi này như sau. Thì chúng ta cần nêu rõ được cái khái niệm về chương trình giáo dục phổ thông, sau đó chúng ta dẫn dắt vào cái phần quan điểm các anh chị nhé. Thì chúng ta thấy khái niệm về chương trình phổ thông là toàn bộ phương hướng và kế hoạch giáo dục phổ thông, trong đó nêu rõ mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực với học sinh, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, gọi chung là môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông. Chúng ta thấy rất rõ ở đây về khái niệm chương trình phổ thông là toàn bộ về phương hướng và kế hoạch giáo dục phổ thông, trong đó thì nêu rõ về mục tiêu của giáo dục phổ thông, quy định về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đối với học sinh. Ta thấy từ khóa xuyên suốt ấy, trong phổ thông về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đối với học sinh, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ta gọi chung là môn học ở mỗi lớp đúng không ạ, và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông. Thì ta thấy rất là rõ trên cơ sở nội dung các quy định của văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục để thực hiện thống nhất toàn diện các nội dung của chương trình giáo dục phổ thông, thì Bộ Đào tạo đã ban hành thông tư số 32 năm 2018 với các nội dung về ban hành chương trình phổ thông, trong đó đưa ra các quan điểm về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông làm cơ sở để các cơ sở đào tạo phổ thông thực hiện thống nhất trên toàn quốc, cụ thể như sau. Quan điểm thứ nhất là chương trình phổ thông là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục làm căn cứ quản lý chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời là cam kết của nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở phổ thông. Người ta thấy quan điểm thứ nhất thể hiện đây là chương trình phổ thông là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục làm căn cứ quản lý chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời là cam kết của nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng của hệ thống và từng cơ sở phổ thông. Quan điểm thứ hai về xây dựng chương trình phổ thông, đó là chương trình phổ thông được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, mà này chúng ta học trong nội dung của nghị quyết số 29 năm 12 về nội dung về quan điểm về xây dựng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình phổ thông đã có của Việt Nam, đồng thời tiếp thu thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo dục và kinh nghiệm xây dựng chương trình theo mô hình phát triển năng lực của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, gắn với nhu cầu phát triển của đất nước ở những tiến bộ của thời đại về khoa công nghệ và xã hội, phù hợp với đặc điểm con người, văn hóa Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc và những giá trị chung của nhân loại, cũng như các sáng kiến và định hướng phát triển chung của UNESCO về giáo dục, tạo cơ hội bình đẳng và quyền được bảo vệ, chăm sóc, học tập và phát triển, quyền được lắng nghe, tôn trọng và được tham gia học sinh, đặt nền tảng cho một xã hội nhân văn, phát triển bền vững và phồn vinh. Đó là quan điểm xây dựng thứ hai về chương trình phổ thông. Quan điểm thứ ba đó là chương trình phổ thông bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại, hài hòa đức, trí, thể, mỹ, chú trọng thực hành vận dụng kiến thức kỹ năng đã học để giải quyết những vấn đề trong học tập và đời sống, tích hợp cao ở các lớp học cấp học ở lớp học dưới, phân hóa dần ở các lớp học trên thông qua các phương pháp hình thức tổ chức giáo dục, phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh, các phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được mục tiêu đó. Quan điểm xây dựng thứ tư về chương trình phổ thông đó là chương trình phổ thông bảo đảm kết nối chặt chẽ giữa các lớp học cấp học với nhau và liên thông với chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đại học.
Quan điểm xây dựng thứ năm về chương trình phổ thông, đó là chương trình phổ thông được xây dựng theo hướng mở, cụ thể, đó là chương trình bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi bắt buộc đối với những học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn bổ sung một số nội dung giáo dục, triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của nhà trường, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường, gia đình, chính quyền và xã hội. Chương trình phổ thông được xây dựng theo hướng mở, cụ thể thông qua việc chương trình chỉ quy định những nguyên tắc định hướng chung và yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết để tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình. Đồng thời, chương trình phổ thông được xây dựng theo hướng mở, thông qua các chương trình đảm bảo về tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học công nghệ và yêu cầu của thực tế. Thì ta thấy rất là rõ ở đây năm quan điểm xây dựng về chương trình phổ thông nằm trong câu hỏi số 1 mà thầy vừa trao đổi với các em. Thì chúng ta thấy phần kết bài câu 1 như sau. Trên đây là các nội dung quy định về các quan điểm xây dựng chương trình phổ thông theo tinh thần của thông tư số 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình phổ thông. Đây là những quan điểm rất quan trọng làm cơ sở để các cơ quan quản lý về giáo dục từ trung ương đến địa phương, các cơ sở giáo dục và phổ thông đúng không? Thực hiện bám sát đó, xây dựng các chương trình giáo dục phù hợp với các nội dung quan điểm trên đúng không? Đảm bảo về phát triển, chú trọng về phát triển phẩm chất và năng lực của người học thông qua các nội dung giáo dục về những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, hài hòa, đức trí, thể mỹ và phù hợp với các chương trình giáo dục và có sự liên thông với các chương trình của các ngành khác, ta thấy các khối ngành phù hợp với năng lực và phẩm chất của từng học sinh. Các anh chị nhá, thì đã xong trong câu hỏi số 1. Ta đi vào câu hỏi số 2. Đó là căn cứ và thông tư số 32 ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Thì anh chị hãy cho biết về những nội dung sau đây. Thứ nhất là mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học. Đó là về mục tiêu của giáo dục cấp tiểu học này, rồi giáo dục cho cơ sở. Thứ hai là chỉ ra những cái điểm mới của mục tiêu chương trình giáo dục ở mỗi cấp học so với quy định trước đây. Thì chúng ta thấy sẽ nhận diện cái nội dung phần trả lời rất là cụ thể. Chúng ta sẽ nhận diện về đầu tiên về phần mục tiêu của chương trình phổ thông. Thứ hai là chúng ta chỉ ra những cái điểm mới các anh chị nhá trong chương trình giáo dục phổ thông, những cái phù hợp nhất để chúng ta đánh giá được cho nó phù hợp đúng không ạ? Với nội dung của chương trình giáo dục phổ thông, trong đó đảm bảo về các cái cấp học đúng không ạ, trong nội dung của giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Trên cơ sở các cái quan điểm xây dựng trung học phổ thông thì Bộ Đào tạo cũng đã đưa ra các cái mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông gồm các cấp học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông làm cơ sở để cho các cơ quan quản lý giáo dục ở các địa phương cũng như các cơ sở phổ thông làm căn cứ xây dựng các chương trình phù hợp tuân thủ theo các mục tiêu và mục tiêu của phổ thông phù hợp đối từng đối tượng và từng cấp học trên phạm vi cả nước. Thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành đưa ra các mục tiêu của chương trình phổ thông và mục tiêu của từng cấp học, hoặc là giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đấy, làm rõ các nội dung cái điểm mới trong các cái chương trình hiện nay so với chương trình trước cụ thể như sau. Thì chúng ta thấy về ý 2.1 về nội dung của mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, thì chương trình mục tiêu phổ thông phải đáp ứng nội dung sau đây. Chương trình phổ thông phải cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả những kiến thức kỹ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống và ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại. Chương trình cụ thể ở đây chúng ta thấy với từng cấp học là chương trình giáo dục tiểu học thì giúp cho học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất, năng lực, định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.
Thế còn với mục tiêu của chương trình giáo dục trung học cơ sở thì giúp học sinh phát triển về nhân các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để điều chỉnh tri thức và kỹ năng nền tảng, có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc là tham gia vào cuộc sống lao động. Tiếp theo là mục tiêu của chương trình giáo dục trung học phổ thông. Mục tiêu ở đây được thể hiện là giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống động, khả năng thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hóa và của cách mạng công nghiệp mới, của công nghiệp thứ tư ấy, thì chúng ta thấy rất là rõ ở trong ý 2.1 chỉ ra rõ về mục tiêu chung của chương trình phổ thông và mục tiêu cụ thể của từng cấp học của giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và phổ thông. Ý thứ hai là liên quan đến phần chúng ta chỉ ra những cái điểm mới, đúng không ạ, trong chương trình phổ thông. Và ý thứ ba là liên quan đến phần về chương trình phổ thông mới hướng tới phát triển những phẩm chất năng nào cho học sinh và tại sao. Chúng ta đi vào ý 2 là chỉ ra những điểm mới trong của mục tiêu chương trình mỗi cấp học so với quy định trước đây, thì chúng ta trả lời như sau. Thì chúng ta đánh giá những nội dung về mục tiêu chung của chương trình phổ thông mới này, vào năm 18 có điểm kế thừa mục tiêu chung của chương trình giáo dục phổ thông truyền thống. Nó thể hiện ở cái định hướng là tiếp tục mục tiêu giáo dục phát triển con người toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, hài hòa về thể chất và tinh thần. Mục tiêu của chương trình phổ thông hiện hành, nghĩa là truyền thống đây ấy, chưa chú trọng đến yêu cầu phát triển năng lực và phát triển tiềm năng riêng của học sinh. Thế còn với mục tiêu của chương trình phổ thông mới này, ban hành năm 18 này, đúng không? Nhấn mạnh đến yêu cầu phát triển năng lực, chú ý phát huy tiềm năng vốn có của mỗi học sinh, chú ý phát triển cả con người xã hội và con người cá nhân. Đó chính là điểm mới căn bản trong chương trình giáo dục phổ thông mới này. Ngoài ra, chương trình phổ thông mới còn cụ thể hóa mục tiêu giáo dục thành hệ thống phẩm chất và năng lực cần đạt với những biểu hiện cụ thể theo từng cấp học. Đây là điểm mới mà các chương trình giáo dục phổ thông lần trước chưa có. Với về mục tiêu của chương trình phổ thông các cấp thì chúng ta thấy mục tiêu của cả 3 cấp học trong chương trình phổ thông mới đều phát triển so với mục tiêu của từng cấp học cho chương trình giáo dục phổ thông truyền thống trước đây. Mục tiêu của các cấp học trong chương trình phổ thông hiện hành bây giờ, phổ thông cũ ấy, truyền thống ấy, chỉ nêu khái quát chung, ví dụ như là giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lên trung học cơ sở. Thế còn trong chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay, đúng không ạ, thì mục tiêu giáo dục tiểu học không chỉ chú ý đến chuẩn bị cho học sinh những cơ sở ban đầu của hình thành và phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất để tiếp tục học trung học cơ sở, mà chúng ta thấy còn chú ý tới về phát triển về phẩm chất năng lực và nhấn mạnh định hướng chính vào giá trị gia đình, dòng tộc, quê hương, những thói quen cần thiết trong học tập và sinh hoạt. Đấy là chúng ta thấy chỉ rõ ra những điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông gắn với cấp học tiểu học. Tiếp theo với mục tiêu, chúng ta thấy cái điểm mới ở đây với cấp học trung học cơ sở, thì mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở trong chương trình phổ thông mới có những điểm mới rất rõ ràng. Cụ thể là không, với mục tiêu của chương trình trung học cơ sở đấy, thì vừa trong chương trình phổ thông mới này thì không chỉ nhằm giúp học sinh củng cố phát triển các kết quả giáo dục đạt được về phẩm chất và năng lực ở tiểu học, mà còn xác định cụ thể về định hướng giáo dục học sinh biết tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội, hình thành năng lực tự học hoàn chỉnh tri thức phổ thông nền tảng. Mục tiêu mới này đã xác định rõ tính chất và yêu cầu vừa tiếp nối kết quả của giáo dục tiểu học, vừa kết thúc giai đoạn giáo dục cơ bản và là cầu nối cho các giai đoạn tiếp theo, có nghĩa là giai đoạn định hướng nghề nghiệp, đúng không ạ? Và theo chương trình chúng ta thấy với chương trình giáo dục truyền thống, giáo dục phổ thông cũ ấy, đúng không, truyền thống ấy, thì chúng ta thấy nó thể hiện chỉ được một phần cái nội dung về phát triển kết quả giáo dục thôi, nó chưa chú trọng tới định hướng giáo dục học sinh. Thì nó thấy quan chỉ ra cái điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông gắn với cấp học trung học cơ sở. Thế còn với liên quan đến chương trình giáo dục mục tiêu của chương trình giáo dục trung học phổ thông, đúng không, thì chúng ta thấy ở đây theo chương trình cũ nghe truyền thống đấy, thì với cấp trung học phổ thông thì chúng ta thấy là nó còn nhiều bất cập, nhưng mà đúng không, thì chúng ta thấy ở đây trong cái chương trình mới này nó đặt ra mục tiêu rất rõ, đó là hoàn thiện về học vấn phổ thông. Và chúng ta thấy với chương trình
chưa cũ, nó chỉ đặt ra về liên quan về mục tiêu đặt ra là hoàn thiện một vấn về phổ thông. Thế còn với chương trình mới thì nó đã đặt ra khi kết thúc trung học cơ sở, đấy là một điểm mới rất rõ. Nên giờ chúng ta thấy rất rõ ở đây trong chương trình cái mục tiêu chỉ ra điểm mới của chương trình phổ thông trung học cấp học trung học phổ thông đấy, thì trước đây chúng ta thấy mục tiêu chúng ta thấy mục tiêu được đặt ra là hoàn thiện cấp học trung học phổ thông đấy, mà thì nó đặt ra về việc hoàn thiện học vấn phổ thông. Thế còn chương trình giáo dục phổ thông mới này thì đã đặt ra ngay khi kết thúc trung học cơ sở. Ở chương trình giáo dục cấp phổ thông cũ thì ngoài mục tiêu củng cố và phát triển huy kết quả của giáo dục trung học cơ sở thì còn giúp học sinh có hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện lựa chọn hướng phát triển và phát huy năng lực cá nhân, đúng không? Thì đấy là nội dung trong cái mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông gắn cấp học trung học phổ thông cũ đây, truyền thống đấy, đúng không? Thì họ đưa ra về cái mục tiêu là củng cố phát huy kết quả của giáo dục trung sở, giúp học sinh có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện lựa chọn phát triển và phát huy năng lực cá nhân. Thế còn trong chương trình của giáo dục phổ thông mới, mục tiêu đặt ra đối với cấp học trung phổ thông thì họ cụ thể hóa định hướng giáo dục giúp học sinh hình thành về phẩm chất và năng lực của người lao động, nhân cách công dân, ý thức quyền và nghĩa vụ đối với Tổ quốc, có khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, có những hiểu biết và khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, đúng không ạ, với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân. Đây chính là cái điểm mới quan trọng so với mục tiêu giáo dục cấp trung học phổ thông trước đây em anh chị nhá. Thì ta thấy ý thứ hai trong câu hỏi thứ hai thể hiện rất là rõ về những cái điểm mới chúng ta chỉ ra của mục tiêu chung phổ thông và liên quan mục tiêu của từng cấp học là tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Ta đi vào ý thứ ba trong câu hỏi số 2 này, đó là chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới phát triển những phẩm chất và năng lực nào cho học sinh và tại sao. Thì chúng ta thấy được chỉ ra phần trả lời như sau. Khi mà xây dựng chương trình phổ thông tiếp cận với phát triển về năng lực, mục tiêu giáo dục cần được cụ thể hóa thành phẩm chất và năng lực cần hình thành cho học sinh, được thể hiện dưới dạng yêu cầu cần đạt cụ thể cho từng cấp học. Năng lực bao gồm năng lực chung và năng lực đặc thù môn học. Trong đó, năng lực chung được hình thành và phát triển thông qua tất cả các lĩnh vực học tập, hoạt động giáo dục. Năng lực đặc thù môn học được hình thành và phát triển thông qua lĩnh vực học tập, môn học tương ứng. Về năng lực chung trong chương trình giáo dục của một số nước, ta gọi đây chính là cái năng lực cốt lõi, năng lực core đấy, đúng không? Hay là năng lực xuyên suốt trong cái chương trình, đó là những năng lực cơ bản thiết yếu mà ai cũng cần có để đảm bảo thành công trong cuộc sống, học tập và làm việc. Hệ thống các phẩm chất năng lực chung trong chương trình phổ thông mới này được xác định dựa trên cơ sở phân tích chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, mục tiêu giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, bối cảnh, trình độ và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, trình độ đặc điểm tâm lý của học sinh Việt Nam, kinh nghiệm và xu hướng quốc tế. Thì chúng ta thấy rất là rõ trong chương trình này, chúng ta khi mà thực hiện xây dựng chương trình phổ thông mới cũng có đánh giá toàn diện về những cái hạn chế của cái chương trình giáo dục thông trước đây truyền thống đấy, là chưa thực sự hướng tới việc hình thành và phát triển về năng lực của học sinh, mục tiêu phát triển năng lực của cá nhân nêu trong luật giáo dục chưa được cụ thể hóa trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Các chương trình, các môn học chỉ xây dựng chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu thái độ mà chưa xây dựng chuẩn đầu ra về phẩm chất và năng lực của học sinh, chưa đảm bảo sự cân đối giữa dạy chữ và dạy người. Đấy là những hạn chế trong chương trình giáo dục phổ thông trước đây truyền thống đấy, là nó chưa thực sự hướng tới được hình thành và phát triển năng lực của học sinh, mục tiêu phát triển năng lực cá nhân trong giáo dục chưa được cụ thể hóa trong chương trình giáo dục phổ thông truyền thống, đúng không ạ? Và chương trình các môn học chỉ xây dựng chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ mà chưa xây dựng chuẩn đầu ra về phẩm chất và năng lực học sinh, chưa đảm bảo sự cân đối về dạy chữ dạy người. Thì chúng ta thấy là rất là rõ trong cái chương trình phổ thông thông mới đã xác định rất rõ về các phẩm chất năng lực chung cần hình thành và phát triển học sinh. Cụ thể thứ nhất là các phẩm chất chủ yếu, đó là sống yêu thương, đó là phẩm chất biểu hiện qua yêu Tổ quốc, yêu thiên nhiên, nhân ái và khoan dung, giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình Việt Nam, các di sản văn hóa của quê hương đất nước, rồi tôn trọng các nền văn hóa thế giới. Phẩm chất chủ yếu thứ hai đó là sống tự chủ, đó là phẩm chất biểu hiện qua những đức tính như trung thực, tự trọng, tự tin, tự chủ, chăm chỉ, ý chí nghị lực vượt khó và tự hoàn thiện bản thân. Phẩm chất chủ yếu thứ ba đó là sống trách nhiệm, là phẩm chất biểu hiện qua việc tự nguyện làm tròn trách nhiệm trong học tập và công việc với tập thể và xã hội, chấp hành kỷ luật, tuân thủ pháp luật và có những hành động bảo vệ nội quy pháp luật. Đó là các phẩm chất chủ yếu trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Thứ hai là các năng lực chung trong chương trình phổ thông mới, đó là
năng lực về tự học, đó chính là năng lực biểu hiện thông qua việc xác định đúng đắn mục tiêu học tập, lập kế hoạch và thực hiện các cách học và đánh giá điều chỉnh cách học nhằm tự học và tự nghiên cứu một cách hiệu quả và có chất lượng. Năng lực chung thứ hai đó là giải quyết các vấn đề và sáng tạo, đó là được biểu hiện thông qua vừa phát hiện và làm rõ được các vấn đề, đề xuất, lựa chọn, thực hiện, đánh giá được các cái giải pháp giải quyết vấn đề, nhận ra, hình thành và triển khai các ý tưởng mới và có sự tư duy độc lập. Năng lực chung thứ ba đó là về năng lực thẩm mỹ, đó là được biểu hiện thông qua các hành vi nhận ra cái đẹp, diễn tả, giao lưu thẩm mỹ và tạo ra cái đẹp. Năng lực chung thứ tư đó là về thể chất, đó là được biểu hiện thông qua cuộc sống thích ứng và hài hòa với môi trường, rèn luyện sức khỏe, thể lực và nâng cao sức khỏe tinh thần. Năng lực chung tiếp theo thì chúng ta thấy năng lực chung thứ năm đấy là giao tiếp. Đây là năng lực biểu hiện thông qua việc xác định mục đích giao tiếp, kỹ năng thể hiện thái độ giao tiếp, lựa chọn và sử dụng phương thức giao tiếp dựa trên nền tảng kỹ năng sử dụng tiếng Việt và ngoại ngữ. Năng lực chung thứ sáu là năng lực về hợp tác, năng lực biểu hiện thông qua việc xác định mục đích và phương thức hợp tác, trách nhiệm và hoạt động của bản thân trong quá trình hợp tác, nhu cầu và khả năng của người hợp tác, tổ chức và thuyết phục người khác, đánh giá hoạt động hợp tác. Năng lực chung thứ bảy về năng lực về tính toán, đó là sự nó đây chính là về năng lực biểu hiện thông qua khả năng sử dụng các cái phép tính và đo lường cơ bản, sử dụng các ngôn ngữ về toán, sử dụng các công cụ tính toán, chúng ta thấy rất là rõ. Tiếp theo về năng lực chung thứ 8 đó là về sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, đó là năng lực biểu hiện thông qua khả năng và sử dụng quản lý các phương tiện công cụ của các công nghệ kỹ thuật số, nhận biết và ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong xã hội số hóa, phát hiện và giải quyết vấn đề trong môi trường công nghệ trí thức, học tập và tự học và với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông, rồi giao tiếp, hòa nhập, hợp tác trong môi trường công nghệ thông tin và truyền thông. Đó là nội dung rất là rõ, chúng ta thấy trong ba ý trả lời trong câu hỏi số 2, từ mục tiêu của chương trình phổ thông, mục tiêu giáo dục các cấp học tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông, chúng ta chỉ ra những điểm mới cho mục tiêu chương trình phổ thông ở mỗi cấp học, rồi chương trình phổ thông mới hướng tới những cái phẩm chất mà nó nào cho học sinh, tại sao, thì chúng ta trả lời trong câu hỏi trọn vẹn câu hỏi số 2. Thì chúng ta thấy phần kết bài đây, trên đây là các nội dung quy định về mục tiêu chương trình phổ thông, mục tiêu giáo dục các mỗi cấp học, và rồi qua cái việc mà trong được quy định trong thông tư số 32, qua đó thì chúng ta nhận ra được rằng có những cái điểm mới trong chương của chương trình giáo dục phổ thông ở mỗi cấp học, đúng không? Tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông, và nhìn nhận được đúng các cái phẩm chất năng lực dành cho học sinh phù hợp với các cái năng lực phẩm, các cái phẩm chất chủ yếu và năng chung dành cho học sinh để xây dựng hoàn thiện bộ chương trình khung chương trình phổ thông dành cho học sinh phù hợp trong vụ cho sự nghiệp giáo dục hiện nay, các em nhá, anh chị nhá, chúng ta thấy rất là rõ trong câu hỏi số 2. Ta đi vào câu hỏi số 3, có nội dung như sau. Anh chị hãy trình bày về định hướng và phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục được quy định như thế nào trong thông tư số 32 ban hành chương trình phổ thông năm 2018. Thì chúng ta trả lời như sau. Thì chúng ta thấy rồi. Trên cơ sở những cái quan điểm chỉ đạo và các mục tiêu cụ thể khi ban hành chương trình phổ thông, thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã xây dựng các cái định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục làm cơ sở pháp lý quan trọng cho các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục từ trung ương và địa phương, cũng là làm cơ sở thực hiện cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước thực hiện. Nội dung này thì đã được quy định chi tiết trong thông tư số 32, có nghe những nội dung về định hướng ấy, chúng ta thấy là đã đưa ra bên cạnh các quan điểm, các mục tiêu, thì Bộ cũng đã đưa ra các định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục được quy định chi tiết trong thông tư số 32 năm 2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo như sau. Thứ nhất, về định hướng về phương pháp giáo dục thì chúng ta thấy được thể hiện là các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường thì áp dụng các phương pháp tích cực hóa hoạt động của học sinh, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề, khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức kỹ năng đã tích lũy được để phát triển. Rồi các hoạt động học tập của học sinh thì bao gồm các hoạt động khám phá vấn đề, hoạt động luyện tập và hoạt động thực hành thông qua việc ứng dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết những vấn đề có thực trong đời sống, được thực hiện với sự hỗ trợ của các thiết bị dạy học, đặc biệt là công cụ tin học và các hệ thống tự động hóa của kỹ thuật số. Rồi các hoạt động học tập nói trên được tổ chức trong và ngoài khuôn viên nhà trường
thông qua một số hình thức chủ yếu như là học lý thuyết này, thực hiện bài tập này, thí nghiệm, trò chơi, đóng vai, dự án nghiên cứu, tham gia thảo luận seminar, rồi tham quan, rồi cắm trại, đọc sách, sinh hoạt tập thể, hoạt động phụ cộng đồng. Rồi tùy theo mục tiêu, tính chất của hoạt động, học sinh được tổ chức làm việc độc lập, làm việc theo nhóm hoặc làm việc chung cả nước, nhưng phải đảm bảo mỗi học sinh được tạo điều kiện để tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế, thì đó là những định hướng về phương pháp giáo dục, đúng không ạ? Thì đồng thời với các định hướng về phương pháp và giáo dục thì Bộ Đào tạo cũng đã đưa ra các định hướng về đánh giá kết quả giáo dục quy định cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng ta thấy ở đây về mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục, đó là việc cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời với giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh, để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lý và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. Rồi căn cứ đánh giá chính là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Phạm vi đánh giá thì bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học và chuyên đề học tập lựa chọn và môn học tự chọn. Đối tượng đánh giá là sản phẩm và quá trình học tập rèn luyện cho học sinh. Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên, định kỳ ở cơ sở giáo dục, các kỳ đánh giá trên diện rộng ở cấp độ quốc gia, cấp địa phương và các kỳ đánh giá quốc tế, cùng với kết quả các môn học hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học và chuyên đề học tập lựa chọn, kết quả các môn học tự chọn được sử dụng cho kết quả cho việc đánh giá kết quả học tập chung của học sinh trong từng năm học và trong cả quá trình học tập. Việc đánh giá thường xuyên thì do giáo viên phụ trách môn học tổ chức, kết hợp đánh giá của giáo viên, của cha mẹ học sinh, của bản thân học sinh được đánh giá và của các học sinh khác. Việc đánh giá định kỳ thì do cơ sở giáo dục tổ chức để phục vụ công tác quản lý và các quản lý các hoạt động của hoạt động dạy học đấy, rồi bảo đảm chất lượng của các cơ sở giáo dục và phục vụ phát triển chương trình. Việc đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương do tổ chức khảo thí cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, thành phố trực trung ương tổ chức để phục vụ công tác quản lý các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng, đánh giá kết quả giáo dục ở cơ sở giáo dục, phục vụ phát triển chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục. Về phương thức đánh giá, về đảm bảo độ tin cậy, khách quan, phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học, không gây áp lực cho học sinh, hạn chế tốn kém cho ngân sách nhà nước, gia đình, học sinh và xã hội. Với nghiên cứu từng bước áp dụng các thành tựu của khoa học, đo lường, đánh giá trong giáo dục và kinh nghiệm quốc tế vào việc nâng cao chất lượng đánh giá kết quả giáo dục, xếp loại học sinh và ở các cơ sở giáo dục và sử dụng kết quả đánh giá trên diện rộng làm công cụ kiểm soát chất lượng đánh giá ở cơ sở giáo dục. Nội dung rất rõ trong phần quy định định hướng về đánh giá kết quả giáo dục, và trước đó đã nắm được các định hướng về phương pháp giáo dục anh chị nhá, thì chúng ta thấy được nắm bắt rất là cụ thể nằm trong câu hỏi số 3. Chúng ta thấy trong phần kết bài trên đây nội dung quy định về định hướng phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục được quy định tại thông tư số 32 năm 2018 của Bộ Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Thì đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để làm cơ sở, đúng không ạ? Tôi thấy rất rõ rồi, cơ sở cho các cơ quan quản lý giáo dục, đúng không ạ? Thống nhất quản lý nhà nước trong các nội dung về chương trình giáo dục phổ thông, đúng không ạ? Đồng thời cũng là cơ sở để thực hiện cho các cơ sở giáo dục, đúng không ạ? Các cấp học đấy, tiểu học, trung học cơ sở, dưới cơ sở ở những định hướng của Bộ Đào tạo về phương pháp giáo dục, đúng không ạ? Phù hợp với việc tổ chức học tập theo mô hình mới hiện nay, đảm bảo hài hòa cho lý thuyết và thực hành và có sự trải nghiệm trong học tập của cho học sinh thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể cộng đồng. Đồng thời với các định hướng về đánh giá kết quả giáo dục sẽ giúp cho các cơ sở giáo dục đánh giá chính xác, kịp thời, có giá trị, có mức độ tin cậy cao, đúng không ạ? Phù hợp với các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh được quy định trong chương trình tổng thể và các chương trình môn học, phù hợp với hoạt động giáo dục của nhà trường tại từng địa phương, cũng như phù hợp với các quy định trong thông lệ quốc tế trong hoạt động đánh giá giáo dục, đúng không ạ? Con thấy để phù hợp với trong giai đoạn hiện nay, con thấy trong giai đoạn nước chúng ta hội nhập quốc tế, đúng không ạ? Con thấy trong rất là phù hợp anh chị nhá. Chúng ta thấy là trả lời xong trong câu hỏi số 3. Ta đi vào câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Là căn cứ vào thông tư số 32 năm 2018 của Bộ Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, anh chị hãy trình bày về các quy định sau đây. Một là yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh cấp trung học cơ sở. Thứ hai, yêu cầu cần đạt về năng chung của học sinh cấp trung học cơ sở. Thì đây chúng ta thấy gắn với vị trí thi của anh chị liên quan gắn đến chức danh hiệu trưởng của cấp trung học cơ sở, đúng không? Cấp học cơ sở thì chúng ta cần
nắm bắt rất là rõ những cái yêu cầu chúng ta nhớ ở đây đề bài để đưa ra, yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh cấp trung học cơ sở. Thứ hai, yêu cầu cần đạt về năng lực chung của học sinh cấp trung học cơ sở. Thì chúng ta thấy được định hình rất là rõ. Thì chúng ta thấy là trên cơ sở các quy định trong thông tư số 32 ban hành chương trình giáo dục phổ thông quy định về các quan điểm, các mục đích, đúng không, các định hướng trong việc xây dựng ban hành chương trình phổ thông phù hợp với từng cấp học, với các cơ sở dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc, thì Bộ Đào tạo cũng đã đưa ra các nội dung về yêu cầu cụ thể, yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực đấy, trong đó có về phẩm chất năng lực chủ yếu của học sinh của từng cấp học, trong đó nhấn mạnh tới nội dung về phẩm chất chủ yếu đối với đối tượng cấp học trung học cơ sở, rồi các năng lực chung và năng lực chủ yếu của học sinh cấp học trung sở được quy định cụ thể trong thông tư số 32 của Bộ Đào tạo cụ thể như sau. Thì chúng ta thấy là những yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực chủ yếu của học sinh thì được thiết kế rất là rõ, thấy về các nội dung về phẩm chất, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái phẩm chất về yêu nước này, rồi phẩm chất nhân ái này, đúng không ạ? Rồi phẩm chất chăm chỉ này, rồi phẩm chất trung thực này, phẩm chất trách nhiệm này. Đó thì chúng ta thấy cụ thể gắn với học sinh trung học cơ sở. Thì chúng ta đã đi vào lần lượt các nội dung của phẩm chất đầu tiên mà gắn với phẩm chất chủ yếu của học sinh trung học cơ sở, đó là phẩm chất yêu nước. Thì với phẩm chất yêu nước gắn với cấp học trung học của học sinh học cơ sở, đó là tích cực chủ động tham gia hoạt động bảo vệ thiên nhiên, rồi có ý thức tìm hiểu truyền thống của gia đình, dòng họ, quê hương, tích cực học tập rèn luyện để phát triển, đúng không ạ? Ta thấy rất là rõ ở đây để phát triển và phát huy, đúng không ạ? Rất là rõ các di sản văn hóa của dân tộc. Đấy là chúng ta thấy gắn với phẩm chất về yêu nước, thì chúng ta nhớ gắn với của học sinh cấp trung học sở là tích cực chủ động tham gia hoạt động với thiên nhiên, rồi có ý thức, chúng ta thấy ở đây tìm hiểu gia đình về truyền thống gia đình, dòng họ, tích cực học tập rèn luyện, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, quê hương, có ý thức bảo vệ di sản văn hóa, tích cực tham gia hoạt động bảo vệ phát huy các giá trị di sản văn hóa. Tiếp theo về phẩm chất chủ yếu, đó là phẩm chất về nhân ái gắn với học sinh trung học cơ sở, đó là trân trọng danh dự, sức khỏe, cuộc sống riêng tư của người khác, rồi không đồng tình với cái ác, cái xấu, không cổ súy, không tham gia các hành vi bạo lực, sẵn sàng bênh vực người yếu thế, thiệt thòi, rồi tích cực chủ động tham gia hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng. Thì chúng ta thấy gắn với phẩm chất nhân ái rất là rõ. Thì thông qua hoạt động yêu thương mọi người, thì chúng ta yêu thương ở đây nó thể hiện qua cái việc trân trọng danh dự, sức khỏe, cuộc sống riêng tư người khác, rồi không đồng tình với cái ác, cái xấu, không khổ súy, không tham gia các cái hành vi bạo lực, sẵn sàng bênh vực người yếu thế, thiệt thòi, và tích cực chủ động tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng. Chúng ta thấy trong phẩm chất nhân ái, yêu cầu đầu tiên là phải yêu quý mọi người. Thứ hai, đó là sự tôn trọng khác biệt giữa mọi người, thông qua việc học sinh cần tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, phong cách cá nhân của những người khác, rồi tôn trọng sự đa dạng về văn hóa của các cái dân tộc trong cộng đồng, các dân tộc Việt Nam rồi và các dân tộc khác, rồi cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thì ta thấy trong cái phẩm chất chủ yếu nhân ái thì ta thể hiện qua cái việc mà ta yêu quý mọi người, rồi tôn trọng sự khác biệt của mọi người, các nội dung cụ thể mình đã vừa trình bày với anh chị. Phẩm chất chủ yếu tiếp theo, thứ ba đấy, là phẩm chất chăm chỉ. Thì nó có những cái tiêu chí như là về ham học, chăm làm. Thì chúng ta thấy với cái phần phẩm chất chủ yếu và chăm chỉ thông qua cái tiêu chí ham học đây, đối với học sinh trung học và cơ sở, đó là luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập, rồi thích đọc sách báo, tìm tư liệu trên mạng internet để mở rộng hiểu biết, rồi có ý thức vận dụng kiến thức kỹ năng học được ở nhà trường, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây, ta thấy kỹ năng tìm trong nhà trường đấy, rồi trong sách báo, rồi từ các nguồn tin cậy khác và học tập và đời sống của mình. Thì chúng ta thấy là thấy nhắc lại với anh chị với phẩm chất thứ ba về chăm chỉ, phẩm chất chủ yếu của học sinh trung học cơ sở đấy, thông qua tiêu chí đầu tiên của phẩm chất này, đó là về ham học, thì học sinh trung học cơ sở sẽ luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập, rồi thích đọc sách báo, tìm tư liệu trên mạng internet để mở rộng hiểu biết, rồi có ý thức vận dụng kiến thức kỹ năng học được ở nhà trường, trong sách báo, từ các nguồn tin cậy khác và học tập và đời sống hàng ngày. Tiêu chí thứ hai trong tiêu chuẩn trong cái phẩm chất chủ yếu về chăm chỉ đấy, đó là chăm làm. Thì học sinh trung học cơ sở được thể hiện qua tiêu chí chăm làm đây, đó là tham gia công việc lao động sản xuất trong gia đình theo yêu cầu thực tế phù hợp với khả năng và điều kiện bản thân, rồi luôn cố gắng đạt kết quả tốt trong lao động ở trường lớp cộng đồng, rồi có ý thức học tốt các môn học, các nội dung hướng nghiệp, có hiểu biết
về một nghề phổ thông. Đó thì chúng ta thấy qua tiêu chí trăm nào đối với trung học cơ sở thì các anh chị cần nắm cái nội dung như vậy. Ta đi tiếp với phẩm chất chủ yếu thứ tư của học sinh trung học cơ sở, đó là về trung thực. Thì trung thực đối với học sinh trung học cơ sở được thể hiện như sau, đó là luôn thống nhất giữa lời nói và việc làm, rồi nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi của bản thân, tôn trọng lẽ phải, bảo vệ điều hay lẽ phải trước mọi người, khách quan công bằng trong nhận thức và ứng xử, không xâm phạm của công và đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống. Đó là phẩm chất chủ yếu thứ tư của học sinh trung học cơ sở. Thì chúng ta thấy được thể hiện rất là rõ, đúng không ạ? Chúng ta thấy về sự trung thực này cũng cần được đề cao, ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Phẩm chất chủ yếu thứ năm đối với học sinh trung học cơ sở, đó là phẩm chất trách nhiệm, thông qua các tiêu chí như là có trách nhiệm với bản thân, đúng không ạ? Rồi có trách nhiệm với gia đình, có trách nhiệm với nhà trường và xã hội, rồi có trách nhiệm với môi trường sống. Thì chúng ta thấy đi lần lượt từng nội dung trong từng tiêu chí trong cái phẩm chất chủ yếu thứ năm của học sinh, đó là về trách nhiệm. Thì cái tiêu chí thứ nhất, có trách nhiệm với bản thân, thông qua nội dung ở đây học sinh học cơ sở có thói quen giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khỏe, rồi có ý thức bảo quản và sử dụng hợp lý đồ dùng của bản thân, rồi có ý thức tiết kiệm thời gian, sử dụng thời gian hợp lý, xây dựng và thực hiện chế độ học tập sinh hoạt hợp lý, rồi không đổ lỗi cho người khác, có ý thức và tìm cách khắc phục hậu quả do mình gây ra. Tiêu chí thứ hai, đối với tiêu chuẩn với cái phẩm chất chủ yếu về trách nhiệm ấy, thì chúng ta thấy đó là về tiêu chí ở đây, đó là có trách nhiệm với gia đình. Thì học sinh trong cơ sở quan tâm đến các công việc của gia đình, có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của cá nhân và gia đình. Tiêu chí thứ ba gắn với phẩm chất trách nhiệm, đúng không? Đó là về có trách nhiệm với nhà trường và xã hội, thông qua việc quan tâm đến các công việc của cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng, rồi tôn trọng và thực hiện các nội quy nơi công cộng, chấp hành tốt pháp luật về giao thông, có ý thức, đúng không? Ta thấy rất là rõ ở đây khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội tại địa phương, rồi không đồng tình với những hành vi mà không phù hợp với nếp sống, văn hóa và quy định nơi cộng đồng, rồi tham gia kết nối internet và mạng xã hội đúng quy định, không tiếp tay cho kẻ xấu phát tán các thông tin ảnh hưởng đến danh dự của tổ chức cá nhân, ảnh hưởng đến nếp sống, văn hóa, trật tự an toàn xã hội. Thì ta thấy rất là rõ gắn với tiêu chí có trách nhiệm với nhà trường, gia đình và xã hội của học sinh trung học cơ sở, các em nhá. Thì ta thấy là tiêu chí thứ ba là như vậy, gắn với phẩm chất thứ năm là về trách nhiệm. Tiêu chí thứ tư của học sinh trung học cơ sở mà chúng ta thấy gắn với phẩm chất về trách nhiệm, đó là trách nhiệm với môi trường sống. Thì chúng ta thấy là học sinh trung học cơ sở sống hài hòa, thân thiện với thiên nhiên, có ý thức tìm hiểu, sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc bảo vệ thiên nhiên, phản đối những hành vi xâm hại thiên nhiên, có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền về biến đổi khí hậu và ứng phó biến đổi khí hậu. Đó, thì chúng ta thấy rất là rõ, vừa rồi được làm rõ 5 phẩm chất chủ yếu, đúng không ạ? Chúng ta thấy được đề cập 5 phẩm chất chủ yếu của học sinh cấp trung học cơ sở đấy, trong thông tư số 32, những phẩm chất mà phải đánh giác với anh chị ta nhớ được, đúng không? Những phẩm chất rất là cơ bản đối với trung học giáo viên học sinh trung học cơ sở, đó là phẩm chất về yêu nước là đầu tiên, rồi phẩm chất nhân ái thông qua tiêu chí yêu quý mọi người, rồi tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người, rồi phẩm chất thứ ba đó là chăm chỉ thông qua tiêu chí là ham học, rồi chăm làm. Phẩm chất thứ tư đó là trung thực. Phẩm chất thứ năm là trách nhiệm thông qua 4 tiêu chí, đó là trách nhiệm với bản thân là một, thứ hai là có trách nhiệm với gia đình, thứ ba là có trách nhiệm với nhà trường và xã hội, và thứ năm đó thứ tư nó có trách nhiệm với môi trường sống. Đó là trao đổi anh chị các yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh cấp trung học cơ sở. Ta đi vào ý thứ hai trong hỏi số 4 là yêu cầu cần đạt về năng lực chung của học sinh cấp trung cơ sở, thì chúng ta thấy được thể hiện như sau. Thì chúng ta thấy là các năng lực rất là chung của học sinh trung học cơ sở, đó là năng lực tự chủ và tự học. Nó sẽ thông qua các tiêu chí như là tự lực này, tự khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu chính đáng, rồi tiêu chí tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của mình, rồi tiêu chí thích ứng với cuộc sống, rồi tiêu chí định hướng nghề nghiệp, tiêu chí tự học, tự hoàn thiện. Chúng ta thấy là cái năng lực chung đầu tiên này thì chúng ta thấy gồm các tiêu chí rất là cụ thể gắn với năng lực tự học, tự chủ, đúng không? Tự lực rất là rõ ở đây. Thế còn năng lực thứ hai của học sinh trung học cơ sở là về năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua các tiêu chí như xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp, đúng không ạ? Rồi tiêu chí thiết lập phát triển các quan hệ xã hội, điều chỉnh và hóa giải các mâu thuẫn, và tiêu chí xác định mục đích và phương thức
thức hợp tác, rồi tiêu chí xác định trách nhiệm hoạt động của bản thân, rồi tiêu chí xác định nhu cầu và khả năng của người hợp tác, rồi tiêu chí tổ chức và thuyết phục người khác, rồi tiêu chí đánh giá hoạt động hợp tác, rồi tiêu chí hợp nhập quốc tế. Năng lực chủ yếu thứ ba của học sinh học cơ sở đó là năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua các tiêu chí như nhận ra ý tưởng mới này, phát hiện và làm rõ vấn đề, rồi tiêu chí về hình thành và triển khai ý tưởng mới, rồi đề xuất các lựa chọn giải pháp, rồi thiết kế tổ chức hoạt động, rồi tiêu chí tư duy độc lập. Đó là những cái tiêu chí gắn với năng lực, những yêu cầu cần đạt về năng chung của học sinh cấp trung học cơ sở mà thầy nhắc trước anh chị, và thầy sẽ trình bày cụ thể cho anh chị nắm bắt được những năng lực chung của học sinh trung học cơ sở cụ thể như sau. Đầu tiên thì chúng ta thấy những yêu cầu cần đạt về năng chung của học sinh cơ sở thì đầu tiên là năng lực tự chủ và tự học thông qua tiêu chí đầu tiên là tự lực. Thì với học sinh trung học cơ sở sẽ tự lực ở đây hiểu là chính là biết chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống, không đồng tình với những hành vi sống dựa dẫm ỷ lại. Tiêu chí thứ hai đó là tự khẳng định và bảo vệ quyền và nhu cầu chính đáng thông qua việc hiểu biết các quyền nhu cầu của cá nhân, biết phân biệt quyền nhu cầu chính đáng và không chính đáng. Tiêu chí thứ ba đó là tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của mình thông qua việc nhận biết tình cảm, cảm xúc của bản thân và hiểu được ảnh hưởng của tình cảm, cảm xúc đến hành vi, rồi biết làm chủ tình cảm, cảm xúc để có hành vi phù hợp trong học tập và đời sống, không đua đòi, ăn diện lãng phí, nghịch ngợm, càn quấy, không cổ vũ hoặc làm những việc xấu, rồi biết thực hiện kiên trì các học tập, lao động. Chúng ta thấy rất là rõ trong cái tiêu chí thứ ba của cái năng lực chung đầu tiên của học sinh học cơ sở là năng lực tự học và tự chủ tự học ấy. Chúng ta thấy rất là rõ. Tiêu chí thứ tư ở đây gắn với trung học giáo viên với học sinh trung học cơ sở đó là thích ứng với cuộc sống. Đó là thì chúng ta thấy với học sinh trung học cơ sở sẽ vận dụng một cách linh hoạt với những kiến thức kỹ năng đã học hoặc kinh nghiệm để giải quyết vấn đề trong những tình hình mới, rồi bình tĩnh trước những vấn thay đổi bất ngờ hoàn cảnh, kiên trì vượt qua khó khăn để hoàn thành công việc cần thiết đã định. Tiêu chí thứ năm trong năng lực chung đầu tiên đó là về tiêu chí định hướng nghề nghiệp, nhận thức được sở thích và khả năng của bản thân, rồi hiểu được vai trò của hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội, nắm được một số thông tin chính về các ngành nghề ở địa phương, ngành nghề thuộc các lĩnh vực sản xuất chủ yếu, lựa chọn được hướng phát triển phù hợp sau trung học cơ sở. Tiêu chí thứ sáu đó là tự học tự hoàn thiện thông qua việc học sinh cơ sở là tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện, rồi biết lập và thực hiện kế hoạch học tập, lựa chọn được các nguồn tài liệu học tập phù hợp, rồi lưu trữ giữ những thông tin chọn học bằng việc ghi tóm tắt bằng bản đồ, khái niệm, bảng và các từ khóa, ghi chú bài giảng của giáo viên theo các ý chính, rồi nhận ra và điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên bạn bè góp ý, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong học tập, rồi biết rèn luyện, khắc phục những hạn chế của bản thân, hướng tới các giá trị xã hội. Ta thấy là nội dung cơ bản trong tiêu chí tự học, tự hoàn thiện, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy được quy định rất là rõ các nội dung đấy, là trong cái tiêu chí thứ 6 này, là gắn với cái việc mà của bản thân về tự học tự hoàn thiện, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy với cái năng lực chung đầu tiên của học sinh trung học cơ sở và năng lực tự học tự chủ của học sinh trung học cơ sở thì chúng ta thấy có 6 tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên là tự lực, tiêu chí thứ hai là tự khẳng định và bảo vệ quyền nhu cầu chính đáng, tiêu chí thứ ba tự điều chỉnh tình cảm thái độ hành vi của mình, tiêu chí thứ tư là thích ứng với cuộc sống, tiêu chí thứ năm là định hướng nghề nghiệp và tiêu chí 6 là tự học tự hoàn thiện. Ta đi tiếp năng lực chung thứ hai của học sinh trung học cơ sở đó là năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua các tiêu chí sau đây. Tiêu chí đầu tiên đó là xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp thông qua việc biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt ra mục tiêu trước khi giao tiếp, rồi hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả, rồi tiếp nhận được các văn bản, những vấn đề đơn giản của đời sống, khoa học, nghệ thuật có sử dụng ngôn ngữ kết hợp với biểu đồ, số liệu, công thức, ký hiệu, hình ảnh, rồi biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với biểu đồ, số liệu, công thức, ký hiệu, hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề đơn giản về đời sống, học, nghệ thuật, rồi biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm
thái độ của đối tượng giao tiếp, chúng ta thấy những nội dung cơ bản trong tiêu chí về xác định mục đích, nội dung, phương pháp, phương tiện và thái độ giao tiếp nằm trong năng lực chung thứ hai của học sinh học cơ sở, đó là năng lực giao tiếp và hợp tác. Ta đi tiêu chí thứ hai của năng lực này, đó là về thiết lập, phát triển các cái quan hệ xã hội, điều chỉnh và hóa giải mâu thuẫn thông qua việc học sinh học cơ sở biết cách thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các thành viên của cộng đồng như họ hàng, bạn bè, hàng xóm, rồi nhận biết được các mâu thuẫn giữa bản thân với người khác và giữa những người khác với nhau, có thiện chí dàn xếp và biết cách dàn xếp mâu thuẫn. Đó là tiêu chí thứ hai. Tiêu chí thứ ba là xác định được mục đích và phương thức hợp tác thông qua việc biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ, biết xác định được những công việc có thể là hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm. Tiêu chí thứ tư đó là xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân thông qua việc hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm, đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân. Tiêu chí thứ năm đó là xác định về nhu cầu và khả năng của người hợp tác thông qua việc đánh giá được nguyện vọng, khả năng của từng thành viên trong từng nhóm để đề xuất phương án tổ chức hoạt động hợp tác. Tiêu chí thứ sáu là học sinh trung học cơ sở, ta thấy ở đây thông qua việc tổ chức và thuyết phục người khác thông qua việc biết chủ động và gương mẫu hoàn thành cái phần việc được giao, góp ý điều chỉnh, thúc đẩy hoạt động chung, khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm. Tiêu chí thứ bảy là đánh giá hoạt động hợp tác thông qua việc biết nhận xét khuyết điểm, ưu điểm, thiếu sót của bản thân, của từng thành viên trong nhóm và của cả nhóm trong công việc. Tiêu chí thứ 8 đó là với học sinh trung học cơ sở, nó về khả năng về hội nhập quốc tế đấy, nó có hiểu biết cơ bản về quan hệ Việt Nam với một số nước trên thế giới, về một số tổ chức quốc tế quan trọng thường xuyên mà hợp tác với Việt Nam, rồi biết tích cực tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế phù hợp với bản thân và đặc điểm của nhà trường và địa phương. Chúng ta thấy đó là 8 cái tiêu chí rất cơ bản của năng lực chung thứ hai của học sinh trung học cơ sở, nó năng lực giao tiếp hợp tác thông qua tiêu chí thứ nhất là xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp. Thứ hai đó là tiêu chí về thiết lập, phát triển các quan hệ xã hội, điều chỉnh và hóa giải mâu thuẫn. Tiêu chí thứ ba là xác định mục đích và phương thức hợp tác. Tiêu chí thứ tư là xác định trách nhiệm hoạt động của bản thân, đúng không? Rồi tiêu chí năm là xác định nhu cầu và khả năng của người hợp tác. Tiêu chí thứ sáu là tổ chức và thuyết phục người khác. Tiêu chí thứ bảy là đánh giá hoạt động hợp tác. Và tiêu chí thứ tám là hội nhập quốc tế. Thầy nhắc lại đó là liên quan đến năng lực chung thứ hai của học sinh trung học cơ sở, đó là năng lực giao tiếp và hợp tác, thì có 8 tiêu chí như vậy. Năng lực chung thứ ba của học sinh trung học cơ sở, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy ở đây đó là năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua các tiêu chí như là nhận ra ý tưởng mới này, rồi phát hiện và làm rõ vấn đề, rồi hình thành triển khai ý tưởng mới này, rồi đề xuất lựa chọn giải pháp này, thiết kế tổ chức hoạt động, rồi tư duy độc lập. Đó thì chúng ta thấy cùng nắm bắt được cái năng lực chung thứ ba của học sinh trung học cơ sở, đó là giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua tiêu chí đầu tiên, đó là nhận ra ý tưởng mới. Thì học sinh trung học cơ sở biết xác định và làm rõ thông tin ý tưởng mới, biết phân tích tóm tắt những thông tin liên quan đến nhiều nguồn khác nhau. Tiêu chí thứ hai đó là về phát hiện và làm rõ vấn đề thông qua việc học sinh trung học cơ sở phân tích được tình huống trong học tập, phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập. Tiêu chí thứ ba đó là việc hình thành và triển khai ý tưởng mới thông qua việc học sinh học cơ sở sẽ phát hiện yếu tố mới tích cực trong những ý kiến của người khác, rồi hình thành những ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho, đề xuất giải pháp cải tiến hay thay thế các giải pháp không còn phù hợp, so sánh và bình luận được về các cái đề xuất giải pháp đó. Thì chúng ta thấy rất là rõ trong cái tiêu chí thứ ba là hình thành và triển khai ý tưởng mới đối với học sinh trung học cơ sở thông qua việc chúng ta thấy là phát hiện các yếu tố mới tích cực trong ý kiến của người khác, hình thành ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho, đề xuất giải pháp cải tiến hay thay thế các giải pháp không phù hợp, so sánh và bình luận được về các giải pháp, đề xuất giải pháp, ta thấy rất là rõ. Tiêu chí thứ tư đó là tiêu chí về đề xuất lựa chọn giải pháp, là học sinh trung học cơ sở sẽ xác định được và biết tìm hiểu các cái thông tin liên quan đến vấn đề, đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề. Tiêu chí thứ năm là thiết kế và tổ chức hoạt động. Thì chúng ta thấy ở đây thông qua việc học sinh học cơ sở sẽ lập được kế hoạch hoạt động với mục tiêu, nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, rồi biết phân công
nhiệm vụ phù hợp với cho các thành viên tham gia hoạt động, rồi biết đánh giá sự phù hợp hay không phù hợp của kế hoạch giải pháp và việc thực hiện kế hoạch giải pháp. Chúng ta thấy rất là rõ. Tiêu chí thứ 6 là tiêu chí về tư duy độc lập, đúng không ạ? Tư duy này rất cần thiết áp dụng với học sinh trong cơ sở, nó biết đặt ra các câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng, vấn đề, biết chú ý lắng nghe và tiếp nhận thông tin, ý tưởng với sự cân nhắc và chọn lọc, biết quan tâm tới các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật hiện tượng, biết đánh giá vấn đề, tình huống với những góc nhìn khác nhau. Thì thấy đó là 6 tiêu chí trong cái năng lực chung thứ 3 của học sinh trung học cơ sở, đó là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua 6 tiêu chí. 1 là tiêu chí nhận ra ý tưởng mới, 2 là tiêu chí phát hiện và làm rõ vấn đề, tiêu chí 3 là hình thành và triển khai ý tưởng mới, tiêu chí 4 đề xuất lựa chọn giải pháp, tiêu chí 5 thiết kế và tổ chức hoạt động, và tiêu chí 6 là tư duy độc lập. Đây là chọn các nội dung chúng ta thấy 3 năng lực chung của học sinh cấp trung học cơ sở thông qua các tiêu chí gắn với các năng lực chung đó. Các anh chị nhá, chúng ta thấy phần kết bài ở đây, trên đây là các nội dung quy định về yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu cũng như là gì về năng lực chung, yêu cầu đạt về năng chung của học sinh cấp trung học cơ sở. Thì đây là những yêu cầu rất quan trọng, chúng ta thấy rồi đúng không, làm cơ sở để các cơ sở giáo dục phổ thông ấy, xây dựng các cái năng lực phù hợp, các năng lực phẩm chất phù hợp đối với học sinh trung học cơ sở, bám sát làm cơ sở của công cụ đánh giá cái kết quả thực hiện giáo dục đúng không ạ, của các cơ sở giáo dục trên địa của từng địa phương và trên phạm vi cả nước, làm cơ sở để các cơ quan quản lý giáo dục có những điều chỉnh phù hợp trong từng giai đoạn. Chúng ta thấy nó phù hợp với năng lực của học sinh trung học cơ sở và cũng như là phẩm chất của học sinh cơ sở, làm sao để xây dựng cho thấy là đánh giá được cái kết quả toàn diện của học sinh trung học cơ sở, góp phần tạo ra một cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Chúng ta thấy là rất là quan trọng với chúng ta thấy với học sinh trung học cơ sở là tiền đề để có thể sau này học nghề và có thể học cao hơn lên trung học cơ sở, lên trung học phổ thông, đúng không, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước chúng ta. Như vậy trong buổi chiều hôm nay thầy đã trao đổi với anh chị 4 câu hỏi cơ bản gắn với thông tư số 32 ban hành chương trình phổ thông. Thì rất mong anh chị học lắng nghe thật là kỹ các cái phần giải đáp của thầy, những nội dung câu hỏi bám sát với thông tư số 32, những câu hỏi mà chắc chắn là rất khó anh chị có thể gặp ở đâu được. Đây là những bộ đề mà trọng tâm thầy đã tìm hiểu gắn với vị trí thi chức danh hiệu trưởng của anh chị, thì anh chị sẽ mong dành thời gian ta học kỹ nghe bài giảng từ khóa của thầy, đúng không, lốt ra các phần cái ý chính nhất theo sơ đồ cây, rồi ta nghe đi nghe lại, rồi chúng ta viết theo hoàn thiện theo 3 phần mở bài, thân bài và kết bài như trong bài giảng để ta ngấm thấm các phần kiến thức anh chị nhá. Đấy là bộ khung chương trình đào tạo với chức danh hiệu trưởng trung học cơ sở mà thầy đã hướng dẫn anh chị em trong thời gian vừa qua, với văn bản cơ bản nhất đến thời điểm này chúng ta đã trải qua 7 văn bản. Hy vọng là sang tuần chúng ta có đề cương cụ thể từ Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, rồi chúng ta sẽ điều chỉnh bổ sung những văn bản mới, đúng không, trên cơ sở nền tảng 7 văn bản chính yếu anh chị học trước, đúng không ạ, còn văn bản còn lại thì chúng ta sẽ được học bổ sung, thầy sẽ dạy anh chị em đến tận ngày thi anh chị em nhé. Thì cảm ơn các anh chị đã tham dự buổi học chiều nay, cảm ơn chị rất nhiều, xin chào tất cả anh chị em.